Thân thể của Dược lão đột nhiên hư ảo đi rất nhiều. Lão quay về phía Tiêu Viêm phất tay rồi cười nói: "Sư phụ bảo trọng." Ánh mắt hướng về thân ảnh hư ảo, Tiêu Viêm ánh mắt đỏ hoe quay đầu đi xa. Vui mừng nhìn Thiếu Liên hoàn toàn thoát ly khỏi sự lon nớt. Dược lão mỉm cười gật đầu, thân thể hư ảo dần dần tiêu tán. "Tiểu tử kia, hy vọng khi ta tỉnh lại thì sẽ thấy ngươi là một cường giả." Hello hello, chúng mình em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Như anh em đã được biết thì bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 3 của chúng ta thì đã kết thúc rồi với con số là 12 tập. Chắc hẳn là những anh em nào mà chưa đọc truyện thì rất muốn biết phần tiếp theo của bộ truyện đấy sẽ là như thế nào. Và trong cái kênh chính của mình thì rất nhiều anh em đã yêu cầu mình làm về bộ truyện Đấu Phá Thương Khung này. Thì ok, hôm nay mình sẽ chiều lời anh em sẽ tiếp tục đến với phần truyện Đấu Phá Thương Khung. Và anh em phân biệt giùm mình nha, ở kênh phụ này thì mình sẽ làm về bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Tất nhiên thì ở kênh chính của mình vẫn tập trung về bộ truyện Đấu La Đại Lục mà thôi. Ở trong tập 1 này thì mình sẽ làm trước đó một đoạn của phim anh em ạ, có nghĩa là cái đoạn Dược lão gần biến mất đấy, để cho anh em hiểu rõ cốt truyện hơn mà thôi. Dù ok, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Đấu Phá Thương Khung phần 4 tập 1. Dược lão ngủ say, sắc mặt biến ảo nhìn chằm chằm vào tấm làm trúc kim phiến. Vị tông chủ của Vân Lam Tông khuôn mặt điềm tĩnh mà xinh đẹp, ngọc thủ đột nhiên nắm chặt trong lòng không khỏi có chút là hoảng hốt. Mảnh nhỏ của Hải Chi Tâm Giác sao lại gặp ở chỗ này? Chẳng lẽ lúc nãy tiểu gia hỏa kia cũng ở chỗ này hay sao? Nếu Hải Chi Tâm Giác bị nghiền nát, hắn chắc chắn là cũng bị thương rất nặng đi. Gia hỏa này sao nơi nào cũng có hắn vậy? Ánh mắt có chút gấp gáp đảo qua trên mặt đất, nhưng mà cũng không tìm được lửa điểm dấu vết. Phụ nữ mặc áo cẩm bào trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Vân tông chủ, người làm gì vậy? Đứng một bên, lão giả nhìn thấy sự thất thố của Vân Chi, không khỏi ngạc nhiên và sững sờ. Đây là lần đầu tiên lão thấy vị nắm trong tay Vân Lam Tông có chút khác thường như vậy. À, không có việc gì, bị thanh âm của lão giả bừng tỉnh, Vân Chi nhanh chóng thu liễm, trong nháy mắt liền hồi phục lại sự lạnh nhạt, cười cười nhìn lão giả đối diện, liền bỏ mảnh nhỏ của tâm giáp vào giới chỉ. Nhẹ giọng trầm ngâm rồi nói: "Già lão, ta nghĩ là chúng ta nên điều tra thân phận xác thực của 4 vị đấu hoàng. Dù sao mấy người đấu hoàng cường giả lẻn vào Gia Mã Đế Quốc hẳn là không phải để dù ngoại đơn giản như vậy." Nghe vậy, lão giả nhất thời kinh ngạc nhìn qua Vân Chi. Lấy tính tình của nàng, hình như là không cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này mới phải. Mảnh kim trúc lúc trước là cái gì vậy? Trong lòng hiện lên một mảnh nghi hoặc. Lão giả thân là người bảo hộ của Gia Mã Đế Quốc, vốn đây là nhiệm vụ của lão phải điều tra cường giả Lào gây rối, đang định mở miệng nhờ Vân Lam Tông hỗ trợ, không ngờ nàng lại chủ động mở miệng. Bởi vậy lão giả cũng lở nụ cười thuận miệng rồi nói luôn: "Cũng tốt, phía dưới đó là Diêm Thành rồi, cũng lên đến." Mặc ra hỏi một chút tình báo, đôi mắt đẹp nhìn xuống thành thị. Vân Chi cười cười, liền hướng về phía Diêm Thành bay đến, lão giả cũng vội vàng theo phía sau. 3 ngày sau, tại Thạc Mạc Thành, tổng bộ của Mạc Thiết Đông binh đoàn. Trong một căn phòng ốc u tĩnh, nhàn nhạt mùi hương làm cho tinh thần có chút sảng khoái và say mê. Ở ngay trên giường, một Thiếu Liên nhắm chặt mắt nằm phía trên, một hồi mới thở ra được một hơi thở mong manh, làm cho mọi người lo lắng là có hay không, kết quả là ra đi. Thiếu Liên nằm trên giường có chút mơ hồ cảm giác được có những bước chân người đến gần, lại mơ hồ nhanh chóng biến mất, không biết là qua bao nhiêu lần đóng mở cửa. Thiếu Liên trên giường giống như là chết, đột nhiên ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên, sau nửa ngày thì hơi thở yếu ớt bắt đầu có chút cường thính. Qua một lúc sau, lông mày đột nhiên run rẩy, ánh mắt có chút nhấp nháy rồi mở ra. Bị ngọn đèn nhàn nhạt nhu hòa chiếu vào mắt, thủ trưởng của Tiêu Viêm có chút động đậy, ánh mắt nhìn qua căn phòng có chút quen mắt rồi đánh giá một lần, rồi mới thở dài một hơi. Toàn thân nằm ở trên giường không có chút khí tức để nhúc nhích, trong người có chút khó chịu. Tiêu Viêm đợi đến khi đầu óc thanh tịnh, một cỗ trí nhớ nhanh chóng từ sâu trong đầu hiện ra, để cho Tiêu Viêm biết tình trạng bị thương của mình. Bị thương sao? Hồi tưởng lại lúc dùng lạp dị hóa, Tiêu Viêm lở một nụ cười thống khổ, hút một ngụm hương khí, đầu óc càng thanh tịnh một chút, chậm rãi nhắm mắt, tâm thần từ từ chậm rãi tiến vào cơ thể. Theo tâm thần chậm rãi vào trong cơ thể, nhất thời nhìn những bộ phận bị tàn phá cơ hồ là làm cho Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm. Nhìn cơ thể bị lực lượng khủng bố phá hủy trong cơ thể, trong lòng của Tiêu Viêm trầm xuống rất nhiều. Hắn mặc dù có thể đoán thương thế của mình bị thương không nhẹ, nhưng mà vẫn như cũ không nghĩ tới bây giờ nếu cơ thể này là của người khác thì chắc chắn là sẽ biến thành phế vật thực sự. Lần này có đại phiền toái rồi. Trong lòng cười khổ than một tiếng, tâm thần của Tiêu Viêm chậm rãi lưu chuyển vào những kinh mạch bị tàn phá, sau đó hướng xuống đan điền. Nhìn vào thì chỉ thấy bên trong đan điền chỉ xuất lại mấy tích chất lỏng năng lượng màu xanh. Trong lòng thở dài một hơi, đây thật sự là quá sự tưởng tượng mà. Ở vị trí trung ương, một quan điểm thật nhỏ, đây là con bài cuối cùng của Tiêu Viêm cất giấu. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tiêu Viêm cũng không dám di chuyển một tia thanh hỏa. Kinh mạch trong cơ thể bây giờ đã bị tàn phá hết sức là thảm hại. Hắn thậm chí không nghi ngờ, nếu bây giờ có ai đó cho hắn một trường thì chính mình hoàn toàn xong đời. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt,
cười khổ lắc đầu, thở dài một hơi. Lặng lặng ngây người một thời gian, tâm thần của Tiêu Viêm đột nhiên run rẩy. Hắn bây giờ mới nhớ tới, tựa hồ như là thiếu một thứ gì. Bây giờ hắn mới nhớ tới Dược Lão chưa có động tĩnh gì. Nhớ tới chuyện này, sắc mặt của Tiêu Viêm cực kỳ khó coi, trong lòng vội vàng hô lên: "Sư phụ, sư phụ!" Kêu lên một chút, Dược Lão không giống như tồn tại, nhưng mà có chút đáp lại. Mà tâm trạng của Tiêu Viêm không thấy Dược Lão tỉnh lại liền càng thêm âm trầm. Đã xảy ra chuyện gì? Khóe miệng có chút co quắp, Tiêu Viêm cảm thấy đầu lưỡi khô rát. Một cỗ tâm tình khủng hoảng lặng lẽ ở trong đáy lòng lan tràn đến. Loại khủng hoảng này giống như là mấy năm trước chính mình từ thiên tài biến thành phế vật giống nhau như đúc. Từ khi biết Dược Lão tới nay, chỉ cần có lão tồn tại thì trong lòng của Tiêu Viêm thật là thoải mái, bởi vì hắn biết, mặc kệ thế nào thì chỉ cần có Dược Lão thì sẽ không bao giờ có người khác làm tổn thương chính mình. Nhưng mà hôm nay, Dược Lão lại bật vô âm tín. Điều này làm cho tính nghỉ lại của Tiêu Viêm chính thức cảm giác được có một cỗ khủng hoảng khó che giấu. Gắt gao cắn môi, Tiêu Viêm cố gắng đem hết sức lực của mình nhìn qua ngón tay. Khi hắn nhìn thấy cỗ giới chỉ màu đen bình yên trên ngón tay thì mới thở ra một hơi, cố gắng đem khủng hoảng trong lòng áp chế xuống. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, linh hồn lực lượng kết thành một tia, sau đó hướng về mai giới chỉ tiến tới. Linh hồn vừa mới tiếp xúc với mai giới chỉ thì có một cỗ hấp lực khổng lồ trong đó bạo phát ra. Tại lúc Tiêu Viêm không kịp đề phòng liền bị hấp thu vào mai giới chỉ. Linh hồn lực lượng bị hút vào đầu tiên là tối sầm lại, ngay sau đó xuất hiện ở một cái lồng tràn ngập quang mang. Ở bên trong cái lồng, thân hình của Dược Lão hư ảo hiện lên giữa không trung, cười chăm chăm vào linh hồn nhỏ yếu của Tiêu Viêm. "Tiểu tử kia, người rốt cuộc đã tỉnh lại." Dược Lão phiêu phiêu nhìn Tiêu Viêm cười rồi nói: "Sư phụ, ngài không có việc gì chứ?" Nhìn thân hình của Dược Lão, khủng hoảng trong lòng của Tiêu Viêm mới hạ xuống. Có điều trong lòng dù thoải mái một chút, nhưng hắn cũng không phải là đồ ngốc. Lúc trước Dược Lão muốn nói chuyện với hắn thì trực tiếp đối thoại trong lòng của hắn, mà bây giờ hắn phải tiến vào giới chỉ thì mới có thể nói chuyện với Dược Lão. Bởi vậy hắn biết tình trạng của Dược Lão cũng không quá tốt. Nói cho ngươi một tin xấu và một tin tốt. Dược Lão cười cười, lấy bàn tay vỗ nhẹ vào linh hồn lực cấu thành của Tiêu Viêm, vui mừng cười rồi nói: "Tin tức tốt đó là ta rất bội phục ngươi. Ngươi sáng tạo ra Phật Lộ Hỏa Liên, tính hủy diệt của nó, cho dù là ta cũng cảm thấy sợ hãi. Ngày sau nếu ngươi có thể hoàn thiện nó, ta nghĩ cũng đồng dạng với cấp bậc của ngươi sẽ là vô địch." Trên khuôn mặt của Tiêu Viêm không có chút vui sướng. Phật Lộ Hỏa Liên uy lực quả thật là kinh khủng, nhưng mà nếu như sử dụng nó thì cũng phải trả một cái giá rất lớn, làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Về phần tin tức xấu, có lẽ người hẳn đã biết về thân thể của chính mình, Dược Lão cười nói. "Vâng, rất nghiêm trọng." Tiêu Viêm gật gật đầu than vãn nói: "Cơ bản là sắp hư hỏng hết rồi." "Đúng vậy, thương thế mặc dù nghiêm trọng, bất quá chỉ cần bồi dưỡng thì sẽ từ từ khôi phục. Ta đã vì ngươi mà đã lên một lịch trình bồi dưỡng cho ngươi, đợi một lát nữa sẽ truyền, chỉ cần ngươi dựa theo đó mà làm thì chắc chắn ngươi sẽ khôi phục rất nhanh." Dược Lão cười nói: "Sư phụ, người đi đâu?" Nghe Dược Lão nói đến vấn đề ấy thì Tiêu Viêm vội vàng hỏi: "Ta đây có lẽ là tin xấu đối với ngươi. Ngươi mặc dù thành công sáng tạo ra một chiêu thức mới, có điều ta phải lấy 70% linh hồn lực lượng. Hơn nữa vì cuối cùng bảo vệ ngươi, cho nên linh hồn lực hầu như là không còn nữa." Dược Lão cười cười rồi nói. Nghe vậy sắc mặt của Tiêu Viêm cuồng biến, bóng người do linh hồn lực lượng ngưng tụ mà thành nên có chút ba động đứng lên. "Đừng nóng vội, mặc dù linh hồn lực bị tiêu hao hầu như là không còn, có điều còn có thể khôi phục, chỉ là ta sẽ giống như trước ngủ say một đoạn thời gian mà thôi." Dược Lão nhu hòa nhìn Tiêu Viêm cười rồi nói: "Đoạn thời gian sau này chắc là sư phụ không thể tiếp tục bảo vệ người rồi, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình rồi." Nhìn nụ cười an lành của Dược Lão, ánh mắt của Tiêu Viêm chuyển hồng, trên bàn tay gắt gao nắm chặt, thấp giọng rồi nói: "Xin lỗi sư phụ." Trong lòng của Tiêu Viêm rõ ràng, nếu chính mình không cố gắng kết hợp dị hóa thì linh hồn lực lượng của Dược Lão sao cũng sẽ bị hấp thu hầu như là không còn, cũng không cần phải ngủ say để khôi phục lại lực lượng. "Ây, không cần tự trách, chỉ là ngủ say một đoạn thời gian thôi, cũng không phải là hoàn toàn tiêu tán. Ngươi sáng tạo ra Phật Lộ Hỏa Liên ta rất là hài lòng, đệ tử của ta đích xác không phải là người thường." Vô vô bả vai của Tiêu Viêm, Dược Lão cười to rồi nói: "Tốt lắm, linh hồn lực lượng sắp hết rồi, ngươi đi ra ngoài đi, còn Thanh Luân sẽ không sao đâu, ngươi không cần phải lo lắng, Lục Ma sẽ không như mặc ra đối đãi với nàng đâu." Thân thể của Dược Lão đột nhiên hư ảo đi rất nhiều, lão quay về phía Tiêu Viêm phất tay rồi cười nói: "Sư phụ bảo trọng." Ánh mắt hướng về thân ảnh hư ảo, Tiêu Viêm ánh mắt đỏ hoe quay đầu đi xa, vui mừng nhìn thiếu liên hoàn toàn thoát ly khỏi sự lon nớt. Dược lão mỉm cười gật đầu, thân thể hư ảo dần dần tiêu tán. "Tiểu tử kia, hy vọng khi ta tỉnh lại thì sẽ thấy ngươi là một cường giả. Ta còn tồn tại một chút cốt linh lãnh hóa, nếu có nguy cơ có thể sử dụng chúng nó. Mặt khác, từ khi sư phụ nhận thức ngươi đến bây giờ, ta thật sự rất là hài lòng." Âm thanh có chút chờ đợi cùng với tiếng cười nhàn nhạt chậm rãi trong không gian thật lâu rồi mới tiêu tán đi. Chậm rãi nhìn qua thân thể, Tiêu Viêm nhìn rất là trống rỗng, bi thường hít sâu một hơi. Từ nay về sau, hắn sẽ cô độc đối mặt với thế giới.
Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thay đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ kênh ủng hộ cho mình nhé. Và tất nhiên nếu như phần này của mình được nhiều người ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục làm phần tiếp theo cho anh em nha. Còn bây giờ thì mình xin phép được gửi anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như em xem video này, nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích và ủng hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Còn bây giờ thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.